Em xin chào mọi người. Em thấy cái này nó rất là hay cho nên em review cho mọi người xem. Mọi người biết không, cái này là nó là chính là một cái thùng CVU nha mọi người. Một cái thùng CVU i5 thế hệ 6, RAM 8GB và SSD 256GB. Nhưng mà em thấy nó rất là hay, em mới review cho mọi người xem. Nó là một cái PC mini nhưng mà nó rất là mạnh, nó nhẹ. Mọi người đã bao giờ thấy cái thùng CPU mà mình có thể kẹp nách đi, nó nhỏ xíu xì xiu à, mini nó nhỏ xíu xì xiu nhưng mà nó rất là nhiều ngõ nha mọi người. Ngõ nguồn nè, USB hai ngõ nè, rồi jack TPC nè. Nó là hãng của nó là HP Elitadec nha mọi người. Nó là một cục PC máy tính đó mọi người. Nó là Core i5 nè. Core i5 ở đằng sau này nó rất nhiều ngõ lắm mọi người, hai cái ngõ HDMI à, hai ngõ gì đây, rồi ngõ màn hình, rồi CPU, rồi ngõ mạng, nói chung là nó đầy đủ ngõ hết đó mọi người. Mọi người, em vào trong em sẽ test cho mọi người xem một cái rất là vui luôn á mọi người, nó rất là hay. Cái này là đang test thử một cái đi, hệt vậy thôi. Và em test cho mọi người xem, nói chung là mọi người xem vui nha mọi người. Máy tính đây, cái cục, nói chung là cái cục máy bàn mà nó nhỏ xíu 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 à, mình có thể là xách đi rất là gọn. Đây em bỏ trên cái hộp giấy ăn nha mọi người, nó y chang mới nãy nói đó. Mình cũng cắm chuột, đây cái phím hồng của em nè, cắm chuột, rồi cắm dây màn hình, sau đó cắm cục adapter như thế này. Nó là nó xài một cục adapter như này nè mọi người, cắm vô nó xài giống cục adapter laptop vậy đó. Rồi, vậy là xong. Mình cắm chuột và cắm là nó lên. Đây là một cái màn hình mà nói chung là em cũng định bán ve chai rồi. Nó lâu lắm rồi, nó từ ngày xưa luôn, mười mấy năm trước, hồi xưa luôn á. Hồi đó xong rồi em mới lục lại, nó mất cái chân rồi em mới lục lại trong nhà kho, lấy ra để em test cái cục này nè. Tại vì nhà không có màn hình đó mọi người, nhà toàn là MacBook rồi laptop rồi này kia không, nhưng mua cái này về thì phải test. Thành ra là test đây nè mọi người. Cái cục này là mở nguồn lên thì đây, nó ra đây nha mọi người. Mình tìm kiểu cấu hình của nó thì chắc mình cũng phải bấm vô đây hả ta. Nó rất là siêu nhanh. Cái phím hồng của em dễ thương không mọi người. Mọi người đợi ha. Đây nha mọi người, rất chi là hay. Nó là i5-6500T CPU. Gì đây, RAM là 8GB, SSD là SSD Disk PC quá. Đây, SSD là 256GB á mọi người. Nói chung nó hiện ra vậy nhưng em bao cho mọi người 256GB nha. Tại vì ông xã em nói là SSD 256GB thì em chỉ biết vậy thôi. Còn cái này nó hiện ra gì em không hiểu nữa. Cái gì đây mà nó một đỏ một đống đây em cũng không hiểu nữa nha mọi người. Tại vì là để em coi thử cái này. Đúng rồi, thì cái này nó chạy SSD chứ HDD nó bự đùng vậy sao nó nhét vô cái này vừa. Đây nè, cái này nè mọi người. Cái bộ máy nó như vậy thôi. Rất là gọn luôn, chưa bao giờ mà thấy nó nhỏ xíu như vậy hết trơn á. Nó nhỏ lắm nha, em quay thì quay vậy tại vì nhìn nó thì thấy vậy thôi, nhưng mà nó nhỏ lắm luôn. Nó trên cái hộp giấy ăn nè mọi người, hộp giấy ăn của mình nó nhỏ xíu thôi, nó đặt ở trên hộp giấy ăn thôi. Test rất là ok rồi. Nói chung là bây giờ mọi người mà thích thì chỉ có cầm cái này thôi, xong rồi thay cho cái cục CPU ở nhà. Đó, nó rất là vui luôn, đủ ngõ ăn chơi. Em sẵn có cái cân đem cân cho mọi người xem luôn nha. Ok. 1,2 kg, chưa được 1,2 kg nha mọi người. Chưa được 1,2 kg. Đó mọi người ha. Rồi cái cục này và cái cục sạc của nó, cục sạc của nó là HP đây nè mọi người nè, cái cục sạc như vậy và dây nguồn. Đó là một cái PC mini như vậy là 3,7 triệu nha mọi người. Là tốt á, hoạt động tốt. Lên giống như em đã nói đó, là như vậy đó, hoạt động tốt hết trơn. Một cái PC rất là dễ thương. Ai mà ví dụ như mọi người có cái màn hình rồi đó thì mình cầm cái này, xài cái này cũng rất là vui ha. Cho ví dụ như công ty hoặc là văn phòng hoặc là những cái cửa hàng hay gì đó, mình cần những cái máy bàn gọn này kia thì đặt cái này rất chi là gọn, không có mất diện tích.
Rồi em cảm ơn mọi người nhiều nha. Rất là hay, em mới review lên. Ai mua thì liên hệ em ha mọi người ha. Tại vì em nghĩ là em lúc đó em lấy cái này ra em review em rất là thích luôn. Tại vì em nghĩ là rồi chắc là còn nhiều người họ chưa biết đến. Cái này nó nhỏ xíu à. Rồi cái dao thái nè mọi người, mình nó nhỏ xíu 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 luôn. Quay ra nó nhỏ nhỏ xíu rồi nó to gấp. Nó to gấp đôi cái điện thoại. Cái điện thoại nè. Đây hả, cái điện thoại của em đó mọi người, cái điện thoại mà em hay quay phim cho mọi người đó, cái gì đây, cái S10 nè, cái điện thoại cùi bắp của em đó đó, thấy chưa, nó lớn bằng hai cái điện thoại à. Rồi cảm ơn mọi người nhiều nha, 3,7 triệu, ai mua thì liên hệ em nha mọi người, em code cho mọi người ha, cảm ơn mọi người.